Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh sởi, chủ động giám sát, phát hiện sớm. Cũng liên quan đến dịch bệnh sởi, mới đây nhất ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố dịch sởi, bệnh truyền nhiễm nhóm B. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng và nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh sởi, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 2495 QĐ-BIT về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024, trong đó có vaccine chiến dịch do chính phủ Úc tài trợ. Cùng đó, Bộ Y tế đã ban hành các công văn về việc chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh mùa tựu trường, công văn về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cùng các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch sởi. Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh, chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Cùng đó, chủ động phối hợp với các địa phương lân cận chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình dịch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi. Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm nhóm B do virus sởi gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn. Do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều, bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Dịch sởi thường xảy ra chu kỳ từ 3 đến 5 năm. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Chỉ có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt trên 95%. Vì vậy, để phòng chống bệnh sởi, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa đi tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. 4. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần được sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đầu tiên để mà chúng ta cần phải thông điệp cho cộng đồng, đấy là sởi là một bệnh mà các bác sĩ đã được tập huấn và đào tạo có thể kiểm soát tốt. Nên đối với các cái trường hợp mà trẻ bị nhiễm sởi thì chúng ta nên khuyến cáo của phụ huynh có thể đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhà để được đánh giá và điều trị. Bởi vì là các bác sĩ ở tuyến cơ sở họ hoàn toàn có thể giúp điều trị những trường hợp trẻ không có biến chứng nặng. Thì đối với cả các cái nỗi lo của cộng đồng về việc mắc sởi ở các cơ sở y tế, tôi nghĩ rằng là không phải không có căn cứ. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận việc này ở góc độ hai chiều. Hai chiều ở đây ở chuyện là chúng ta cần tới dịch vụ y tế thì chúng ta nên tiếp cận một cách gần nhất. Thứ hai là nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa cần thiết tới mức là chúng ta phải đến các cái tuyến cao hơn thì hãy yên tâm để điều trị ở tuyến dưới, cũng như là chúng ta dành cái nguồn lực y tế để cho những bệnh nhân cần họ lên tuyến trên. Thì hiện nay tôi nghĩ rằng là chúng ta đối mặt với cả một cái tư duy mà có thể gây nhầm lẫn ở chỗ là chúng ta đến cơ sở y tế tuyến cao thì chúng ta nguy cơ mắc bệnh sởi, mà chúng ta quên mất việc là chúng ta cũng là một người bệnh, và trước khi mà chúng ta tiếp cận với cả cơ sở y tế thì cũng chẳng có gì đảm bảo là chúng ta không bị mắc sởi cả. Cho nên là tôi có thể là một người tới cơ sở y tế, sau khi tới cơ sở y tế tôi biểu hiện của triệu chứng sởi thì tôi cũng hoàn toàn là một trường hợp vì tôi đã mắc sởi cho nên tôi mới đến cơ sở y tế, và sau khi đến cơ sở y tế rồi thì tôi mới bước vào cái giai đoạn tôi biểu hiện bệnh. Cho nên là tôi nghĩ là cộng đồng cần phải nhận thức cũng như là phân định rất rõ cái vấn đề này, và cũng một lời khuyên dành cho cộng đồng, đấy là đừng bao giờ vì cái sự sợ hãi không có căn cứ mà chúng ta chậm trễ cũng như là trì hoãn trong việc tiếp cận với dịch vụ y tế. Bằng không thì chúng ta sẽ đẩy chính bản thân mình cũng như là con em chúng ta vào cái tình trạng là chúng ta nhập viện trong cái tình trạng muộn. Dạ vâng ạ. Và về phía các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học
thì Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó với dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi, cụ thể ra sao thưa bác sĩ? Vâng, cá nhân tôi thì tôi được biết rằng là tất cả các hệ thống y tế của chúng ta hiện nay đều có khả năng điều trị bệnh nhân mắc sởi. Thì hiện nay thì các cái cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên, thì họ thậm chí còn có năng lực để chẩn đoán được bệnh sởi dựa vào các cái xét nghiệm. Bởi vì các cái xét nghiệm chẩn đoán sởi thì hiện nay cũng tương đối là phổ biến, cho nên là rất nhiều cơ sở họ có thể làm được. Thứ hai là về mặt điều trị thì cái thuốc để điều trị bệnh sởi lại tương đối là đơn giản. Hiện nay các cái thuốc mà được khuyến cáo để điều trị cho bệnh sởi bao gồm có vitamin A, các cái dung dịch, các thuốc hạ sốt, các cái thuốc điều trị triệu chứng, thì tôi tin chắc rằng là tất cả các cơ sở y tế đều có, nên là hệ thống y tế hiện nay thì cũng đã tương đối sẵn sàng cho cái việc là chúng ta có thể tiếp nhận và điều trị bệnh nhân sởi. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng là cả xã hội đã học qua cái đại dịch COVID-19, đó là không phải vấn đề về việc là năng lực của hệ thống y tế là bao nhiêu, mà vấn đề là có bao nhiêu người tới cơ sở y tế để cần được thăm khám và điều trị. Bởi vì sự quá tải của hệ thống y tế nó không phải do vấn đề năng lực, mà nó là do cái vấn đề khả năng tiếp nhận và thu dung người bệnh. Nếu trong cộng đồng chúng ta có 100 ca mắc bệnh thì hệ thống y tế vẫn còn trụ được. Nhưng khi mà số ca mắc bệnh nó lên tới hàng vạn hoặc thậm chí hàng chục vạn thì bất kỳ một hệ thống y tế nào, thậm chí là các nước có hệ thống y tế phát triển lớn nhất cũng bị sụp đổ. Nên tôi nghĩ là câu chuyện cũng như là quả bóng lại quay ngược trở lại với Phó Giáo sư Thái để làm sao chúng ta có thể tăng cường cái việc tiêm phòng cho cộng đồng.